Các mình dùng để làm tổng quan khoa học ngày xưa thực sự là sơ sài và không hiệu quả. Mình cũng không hiểu là làm sao mình có thể sống sót nổi vào những năm tháng đó. Tìm cái chủ đề nghiên cứu thì lúc đầu mình cảm thấy giống như là cái chuyện con gà đẻ trứng, bởi vì nếu mà các bạn chưa xác định được cái research topic rõ ràng thì rất khó để tìm những cái tài liệu liên quan để các bạn có thể đọc và tìm ra những cái research gap. Mọi người, mình là Chi, chào mừng các bạn quay trở lại với An Ordinary Researchers. Như đã hứa ở trong một vài video trước thì trong tập Study 101 ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cách mà mình đã và đang áp dụng liên quan đến việc làm tổng quan bài báo khoa học, literature review. Theo mình thì việc đọc và tóm tắt bài báo khoa học là một việc không thể thiếu nếu các bạn làm nghiên cứu khoa học, ngay cả ở bậc học đại học, bậc thạc sĩ hay là bậc tiến sĩ. Trong video ngày hôm nay và trong một vài video sắp tới thì mình sẽ từ từ đi qua những bước bao gồm việc xác định mục đích khi mà đọc bài báo khoa học, cách tiếp cận một cái đề tài và tìm chủ đề nghiên cứu, một vài phương pháp khác nhau để sắp xếp tài liệu, và cuối cùng là cách đọc một bài báo khoa học và làm tổng quan tài liệu. Khi làm video này thì mình cũng xem lại những cái literature review mà mình đã làm kể từ khi mà mình làm nghiên cứu khi học đại học. Thì mình thấy là các mình dùng để làm tổng quan khoa học ngày xưa thực sự là sơ sài và không hiệu quả. Mình cũng không hiểu là làm sao mình có thể sống sót nổi qua những năm tháng đó. Dần dần trong quá trình học PhD và sau khi đi làm nghiên cứu thì mình đã học hỏi và tìm ra những cái phương pháp phù hợp hơn. Mặc dù hầu hết tất cả các phương pháp thì là đều là những phương pháp rất là đơn giản, không có gì cao siêu cả, nhưng mà những cách này đã giúp mình một phần nào đọc tài liệu một cách có trật tự và khoa học hơn, cũng hỗ trợ mình trong quá trình mình làm nghiên cứu. Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mình phân tích cách tiếp cận một đề tài nghiên cứu khoa học để từ đó có thể tìm những cái bài báo liên quan đến đề tài nghiên cứu khoa học đó một cách nhanh và hiệu quả nhất. Let's start! Kể từ khi mình bắt đầu làm nghiên cứu khoa học khi mình còn học đại học, đến khi mình học PhD và sau khi đó là đi làm, thì mình đã trải qua nhiều giai đoạn làm nghiên cứu khác nhau. Và ở mỗi giai đoạn thì mình đọc literature cũng có hơi khác nhau một chút xíu. Khi mới bắt đầu làm nghiên cứu khoa học, khi chưa có một cái đề tài cụ thể, thì mình cần phải đọc nhiều literature để tìm ra cái research gap, từ đó là đặt được cái câu hỏi nghiên cứu, research questions. Với mục đích đọc như thế này thì cũng tương tự như khi là mình viết một bài báo, mình làm literature review để có một cái bức tranh tổng thể về cái nội dung và cái chủ đề mà mình đang làm. Mục đích thứ hai là khi mình đọc để tìm hiểu về methodology hay là phương pháp nghiên cứu về một cái chủ đề nào đó. Ở giai đoạn này là khi mình đã biết rõ chủ đề nghiên cứu của mình là gì. Tuy nhiên khi bắt tay vào làm thí nghiệm hay là làm nghiên cứu thì mình thấy là những cái phương pháp nghiên cứu của mình hiện tại chưa được hiệu quả cho lắm. Do đó thì mình sẽ tập trung đi tìm các phương pháp khác nhau. Từ những cái phương pháp đó thì mình có thể phát triển hoặc là ứng dụng gì vào trong cái thí nghiệm của mình. Với mục đích đọc như thế này thì mình không cần nhất thiết phải đọc hết toàn bộ cả bài báo, mà mình chỉ tập trung vào phần methods hay là phần phương pháp và phần result, phần kết quả của bài báo. Từ đó mình có thể rút ra những cách mình có thể áp dụng, những cách mình có thể cải tiến để làm cho cái thí nghiệm và cái nghiên cứu của mình trở nên tốt hơn. Mục đích đọc thứ ba là khi mình thường áp dụng để đọc lại bài báo để học tiếng Anh. Có rất nhiều trường hợp, đặc biệt là khi mình bắt đầu viết bài báo thì mình đọc báo không chỉ để lấy nội dung và lấy những cái thông tin về nghiên cứu khoa học, mà mình còn học cách người ta viết. Khi đọc các bài báo nghiên cứu khoa học khác nhau, nếu mình thấy có câu nào hay, có những cái từ vựng chuyên ngành nào hay, có những cái cách mà người ta paraphrase, người ta viết lại những cái câu một cách rõ ràng để giải thích cho cùng một vấn đề, như vậy thì mình sẽ lưu lại những cái câu đó và có thể sử dụng trong bài báo của mình để làm cho bài báo của mình trở nên rõ ràng, sinh động và hấp dẫn hơn. Việc này cũng giúp mình cải thiện cái trình độ tiếng Anh của mình, đặc biệt là ở kỹ năng viết, và sau đó cũng có thể giúp mình viết nhanh hơn và logic hơn. Như vậy là sau khi xác định được mục tiêu khi mà các bạn cần phải đọc bài báo khoa học là gì, thì các bạn có thể tìm ra những cái phương pháp phù hợp cho từng những cái mục đích khác nhau. Trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ chú trọng vào cái mục đích nghiên cứu đầu tiên, đó là khi mà các bạn chưa có một cái research topic cụ thể và các bạn cần phải đọc nhiều literature để tìm ra cái chủ đề nghiên cứu nhỏ của mình. Từ những cái kinh nghiệm của mình thì mình thấy là có hai cách để các bạn có thể tiếp cận một cái chủ đề nghiên cứu khác nhau. Cách thứ nhất là các bạn đi từ bao quát đến cụ thể. Đối với trường hợp của mình, khi mà mình được nhận học bổng tiến sĩ thì mình nhận học bổng tiến sĩ là của trường. Do đó là thầy supervisor của mình đã cho phép mình tự tìm cái hướng nghiên cứu của mình, miễn là nằm trong cái phạm vi mà thầy có thể hướng dẫn được. Tuy nhiên là trước khi nộp học bổng tiến sĩ thì mình cũng đã trao đổi với thầy hướng dẫn của mình rất là nhiều lần về cái chủ đề lớn mà mình có ý định và mình có sở thích nghiên cứu. Đó là làm đề tài liên quan đến việc mô phỏng dòng chảy ở sông suối. Tuy nhiên là cái topic nghiên cứu cụ thể thì mình vẫn chưa xác định rõ ràng.
Lúc đó thì mình cũng không biết là mình nên đi theo một cái hướng đó là sử dụng một cái model cũ và tìm cách phát triển cái model đó trở nên tốt hơn và nhanh hơn, hay là mình nên tập trung sử dụng cái kết quả từ mô phỏng để cho một cái ứng dụng nào đó, ví dụ như ứng dụng về mặt thủy động lực học hoặc là mặt để dự báo lũ lụt chẳng hạn. Về việc tìm cái chủ đề nghiên cứu thì lúc đầu mình cảm thấy giống như là cái chuyện con gà đẻ trứng, bởi vì nếu mà các bạn chưa xác định được cái research topic rõ ràng thì rất khó để tìm những cái tài liệu liên quan để các bạn có thể đọc và tìm ra những cái research gap. Nhưng mà mới đầu thì tất cả mọi người đều phải đọc rất là nhiều literature để có thể xác định cái chủ đề nghiên cứu mà các bạn muốn làm. Trong cái trường hợp này thì mình suggest là các bạn nên bắt đầu với những keyword, những cái từ khóa lớn trong cái mảng mà các bạn muốn nghiên cứu. Tìm các từ đồng nghĩa và các từ liên quan đến cái mảng nghiên cứu đó. Sau đó thì các bạn có thể tìm đọc những cái bài review được trích dẫn nhiều để xác định những cái từ chuyên ngành đúng mà người ta sử dụng trong cái mảng mà bạn đang muốn nghiên cứu, và từ đó là tìm những cái từ khóa nhỏ hơn đi sâu vào những cái topic nghiên cứu cụ thể. Ví dụ là từ khóa lớn mà mình biết là từ flood models. Nhưng mà có rất nhiều loại flood models, mỗi loại đều có định nghĩa và ứng dụng khác nhau. Ví dụ khi mà mình tìm từ khóa flood model, mình sẽ lựa chọn option là chọn những bài được trích dẫn nhiều và chọn những bài review. Sau đó là mình sẽ thấy ở đây có 3 bài báo. Bài báo thứ nhất thì liên quan về mảng Machine Learning, là một mảng mà mình chưa chú trọng đến vào ban đầu. Bài báo thứ hai và bài báo thứ ba thì mình sẽ tải về để đọc. Và từ đó thì mình có thể tìm ra các từ khóa cụ thể hơn trong bài báo. Ví dụ ngay ở phần abstract của bài báo này thì mình đã tìm được 3 loại flood model chính, đó là Empirical Hydrodynamics và Simple Conceptual Models. Như vậy là sau khi biết những cái từ khóa nhỏ thì mình có thể từ từ đi sâu vào nghiên cứu từng các loại model khác nhau. Khi mà các bạn mới bắt đầu nghiên cứu thì việc tìm được cái keyword đúng là một điều rất quan trọng. Thậm chí là có một trường hợp khi mà mình đã tìm hiểu về cái chủ đề nghiên cứu của mình hơn một năm, tuy nhiên là do mình không tìm tất cả các từ đồng nghĩa của từ khóa đó, và khi thầy mình suggest cho mình sử dụng một cái keyword khác, mình đã tìm được rất nhiều bài báo liên quan cái chủ đề mà mình đang nghiên cứu. Như vậy là tìm được đúng và đủ các keywords trong một cái đề tài nghiên cứu là một cái việc khá là quan trọng để các bạn có thể tìm được các bài báo quan trọng liên quan đến chủ đề mà mình đang muốn làm nghiên cứu. Cách tiếp cận một cái đề tài nghiên cứu thứ hai là các bạn đi từ cụ thể đến bao quát. Là có rất nhiều bạn nhận học bổng nghiên cứu tiến sĩ dưới dạng funding của một cái dự án nào đó. Như vậy là các bạn đã có một cái câu hỏi nghiên cứu, một cái research topic cụ thể mà các bạn cần phải giải quyết trong vòng 3 đến 4 năm làm tiến sĩ. Ví dụ trong trường hợp mà mình đang làm một cái project hiện tại ở CSIRO thì trong cái project của mình có funding để hỗ trợ cho các bạn làm tiến sĩ. Như vậy khi mà bác quản lý của mình tuyển các bạn ứng viên làm tiến sĩ thì bác quản lý của mình cũng đưa ra những cái yêu cầu rất là chi tiết, rất là cụ thể về một cái vấn đề, một cái đề tài nghiên cứu mà các bạn cần phải giải quyết trong vòng 3-4 năm sắp tới. Tuy nhiên mà dù là các bạn đã có một cái đề tài nghiên cứu cụ thể, nhưng mình không nghĩ là mọi người sẽ có thể đi thẳng vào cái chủ đề nghiên cứu nhỏ đó, mà trước hết là các bạn cần phải đọc những cái tài liệu ở một cái góc nhìn rộng hơn để có một cái big picture liên quan đến cái chủ đề nghiên cứu và để trả lời cho câu hỏi là tại sao bạn muốn làm cái chủ đề nghiên cứu cụ thể đó. Mình ví dụ là mình có một cái đề tài nghiên cứu khá là nhỏ, nghiên cứu về việc ảnh hưởng của lũ lụt đến cây macadamia tại vùng Lismore tại Úc. Thì như các bạn đã thấy là trong cái đề tài nghiên cứu này, người ta đã đưa ra một cái đối tượng nghiên cứu cụ thể, đó là cây macadamia, và cũng đưa ra luôn phạm vi khu vực nghiên cứu, đó là vùng Lismore tại Úc. Như vậy là cái đề tài nghiên cứu này đã rất là chi tiết rồi. Tuy nhiên để bắt đầu làm nghiên cứu cho cái chủ đề nghiên cứu này thì các bạn cần phải trả lời những cái câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là vì sao cái đề tài nghiên cứu đó là quan trọng và đáng để các bạn phải nghiên cứu? Vì sao cần phải nghiên cứu về cái ảnh hưởng của lũ lụt tới cây macadamia chứ không phải là ảnh hưởng của việc khô hạn hoặc là việc thiếu nước? Và vì sao chủ đề nghiên cứu lại chọn ở vùng Lismore tại Úc? Mọi người cũng cần xác định là cái chủ đề nghiên cứu đó đang đứng ở đâu trong một cái bức tranh tổng thể nghiên cứu về thực vật học, cụ thể là về cây macadamia. Cái đề tài đó có đủ rộng để các bạn có thể làm nghiên cứu trong vòng 3 năm đến 4 năm hay không? Và nếu cái đề tài đó quá hẹp thì liệu các bạn có thể ứng dụng cái phương pháp nghiên cứu bạn sử dụng hiện tại cho các loại cây trồng khác hay không? Mọi người cũng cần tìm hiểu xem những cái bài báo liên quan đến chủ đề nghiên cứu về cây macadamia tại Úc và tại các nước khác trên thế giới, và những cái nghiên cứu đó có bổ trợ như thế nào cho cái việc nghiên cứu của bạn sau này.
Và nếu là cái chủ đề nghiên cứu của bạn chưa đủ cụ thể thì liệu là các bạn có thể chia nhỏ cái chủ đề ra thành những cái câu hỏi cụ thể hơn hay không? Và thông thường thì các bạn cần phải tìm ra ít nhất là 3 câu hỏi nghiên cứu cho cùng một chủ đề nghiên cứu. Như vậy là khi các bạn viết luận văn thì các bạn có thể có ít nhất là 3 chapter, 3 cái chương trong cái luận văn của bạn. Như các bạn cũng thấy là trong cái trường hợp này bạn đã có một cái chủ đề nghiên cứu khá là cụ thể được đề nghị từ người hướng dẫn của bạn. Tuy nhiên các bạn sẽ đi từ cái chủ đề nghiên cứu nhỏ này từ từ đi rộng lên để có cái nhìn tổng quan hơn về cái chủ đề nghiên cứu của bạn. Nếu là mình trong trường hợp này, mình sẽ bắt đầu với những cái keyword rộng hơn, ví dụ như là macadamia production hay là macadamia crops in Australia. Từ đó mình có thể tìm ra những cái bài báo review và đọc những cái bài báo review đó trước khi mà đi vào cái chủ đề cụ thể của mình. Như vậy, sau khi xác định được khái quát về cái chủ đề mà bạn muốn nghiên cứu và tìm được một vài cái keyword hoặc những cái từ đồng nghĩa với những cái keyword đó, thì chúng mình có thể bắt tay vào tìm các bài báo khoa học. Các bạn có thể sử dụng các trang web khác nhau để tìm bài báo khoa học, ví dụ như là Google Scholar, các trang thư viện của các trường mà các bạn đang học, hoặc là dùng Web of Science. Đối với các ngành khác nhau thì cũng có những cái trang web chuyên ngành cho từng cái ngành và từng cái mảng nhất định. Ví dụ như trang PubMed hoặc là trang MedLife cho những cái bài báo nghiên cứu liên quan đến ngành y học. Đây chỉ là một cái sở thích cá nhân thôi, nhưng mà đối với mình thì mình hay sử dụng Web of Science hoặc là trang thư viện của trường đại học Monash khi mà mình còn học ở trường Monash. Cũng là một cái lưu ý nhỏ thôi, nhưng mà mình không hiểu vì sao khi mà mình về Việt Nam thì có một số cái trang web mà mình không thể sử dụng được. Ví dụ khi mà mình về Việt Nam thì mình không thể sử dụng Web of Science để tìm bài báo. Do đó bạn nào đang làm nghiên cứu ở Việt Nam thì cũng có thể tìm được những cái trang web phù hợp hơn. Hoặc là nếu các bạn sử dụng Google Scholar thì ở đâu mình nghĩ là các bạn cũng đều sử dụng được. Thì như mình đã đưa ra một cái ví dụ lúc nãy, khi bắt đầu tìm một cái bài báo thì mình sẽ đưa ra ba cái ưu tiên. Đầu tiên là mình sẽ chọn đọc những cái bài báo review có số lượng trích dẫn khá là cao, hoặc là thậm chí là những cái bài báo được trích dẫn cao nhất trong cái mảng mà các bạn đang tìm. Ưu tiên thứ hai là mình chọn đọc những cái bài báo được trích dẫn nhiều. Và ưu tiên thứ ba là mình chọn đọc những cái bài báo review được trích dẫn tuy là ít hơn nhưng mà sẽ giới thiệu bao quát về một cái chủ đề nào đó. Khi mà các bạn tìm bài báo thì các bạn có thể chọn sắp xếp các bài báo được trích dẫn theo thứ tự từ nhiều nhất đến ít nhất. Các bạn cần phải đọc lướt xem phần abstract, phần tóm tắt là xem cái bài báo có liên quan đến chủ đề cụ thể mà các bạn cần tìm hay không. Ở bước này, nếu mà các bạn chưa tìm được một cái chủ đề cụ thể mà các bạn nghiên cứu thì các bạn có thể dùng các công cụ AI để hỏi. Các công cụ AI này có thể hỗ trợ và đưa ra rất nhiều suggestion cho bạn. Mọi người có thể xem lại video về các công cụ AI mà mình đã sử dụng khi mà mình làm literature review. Thông thường thì mình sẽ đọc nhanh phần abstract và lướt nhanh qua nội dung của bài báo, đặc biệt là ở phần bảng biểu và hình ảnh để xem là nội dung bài báo có đi đúng vào trọng tâm mà mình muốn tìm hay không. Việc này thì mình áp dụng với hầu hết tất cả những cái bài báo mang tính định lượng, nghĩa là kết quả và phân tích của bài báo thì chủ yếu dựa trên cái số liệu mà đưa ra ở trong bài. Sau khi đã tìm được khoảng 7 đến 10 bài báo cùng một cái chủ đề nghiên cứu lớn mà các bạn đang quan tâm, thì các bạn có thể bắt đầu tìm kiếm trong một reference, một trích dẫn của các bài báo đó để tìm các bài báo liên quan đến cái chủ đề mà các bạn quan tâm. Hoặc là mọi người cũng xem thử là những bài báo đó đã sử dụng những keyword gì. Thường trong một bài báo sẽ có khoảng 6 keywords mà người ta nhấn mạnh, và các bạn có thể bắt đầu tìm những cái bài báo khác sử dụng những cái keywords đó. Như vậy, trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ một vài cách mà mình đã tổng kết được để giúp mọi người tiếp cận một cái đề tài nghiên cứu khoa học và những cái bước đầu tiên để tìm tài liệu làm tổng quan literature review. Ở những video tiếp theo thì mình sẽ đi sâu hơn vào cái cách mà mình dùng để sắp xếp tài liệu, cách mình đọc báo cũng như là cách mình làm tổng quan khoa học cụ thể. Nếu mà mọi người có những cái cách nào hay mà mọi người muốn chia sẻ thì đừng quên bình luận bên dưới cho mình biết với. Hiện tại thì mình cũng đang ở trong một cái quá trình improve, trong một cái quá trình tìm cách để phát triển cái khả năng nghiên cứu của mình. Do đó là những cái cách của mình có thể là chưa hoàn thiện, và mình cũng mong muốn được học hỏi những cái cách khác từ các bạn. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ mình ra các video tiếp theo. Bye!